thành phố Hồ Chí Minh này luôn anh. Ừ, nhờ bên đối diện nè. Hả? Nè, 85 Hồ Long nè. À, ghé đây thì đơn giản rồi. Đi làm hàng ngày thì nếu mà thường thường lấy mấy nhỏ nhỏ đi, tiết kiệm. Tiết kiệm nhất là với lại là chui ấy. Đi mấy đường mà hẹp hẹp nhỏ đi được, chui còn nào cũng được. Mấy cái biển số tỉnh kia cũng ra Sài Gòn bình thường hết rồi. Nó cũng không có như ngày xưa thì nó tốn 20 triệu giờ nó không. Rồi ok, bữa nay lâu quá, bữa nay lên gặp bữa. Dạ ok. Cảm ơn anh. Anh khách kế nhà, nói chung là gần nhà qua xem. Thì nói chung là những cái mẫu xe mà như thế này nè anh chị, về đi gia đình thì rất là ok luôn. Đó, hôm nay là chơi là mang cái dép luôn anh chị ha, dép huyền thoại luôn. Cái dòng xe này thì nó là một cái hạng Ford thì nó rất là nổi tiếng. Và anh chị nào mà muốn mua về sử dụng gia đình mà đi, đặc biệt nha, là đi vòng vòng thành phố thì nó rất là tiện. Tại vì nó nhỏ gọn và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu nữa. Bây giờ em sẽ chạy ra ve ra bên ngoài ha, quay sơ cho anh chị xem coi là cái mẫu này anh chị có thể tham khảo lấy về ha, mình đi. Đây, mời anh chị vô sâu bên trong nội thất, mình sẽ xem trước cái nội thất nha anh chị nha. Thì cái dòng này á thì em nói luôn, cái này mà anh chị nào mà mua về là có thể là hai vợ chồng đều chạy được. Tại vì sao? Trang bị là hộp số tự động nè. Số tự động ha, rất là nhàn, nếu mà đi đường thành phố thì nó rất là tiện. Tại vì sao? Đi nó khỏe, không có bị mỏi chân như những cái dòng xe số sàn. Thì cũng tùy thôi, tùy mọi người sẽ thích một cái dòng xe khác nhau. Ví dụ có người thì thích số sàn, có người thích số tự động, nói chung là tùy. Nhưng mà số tự động được có cái là hai vợ chồng đều đi được, rất là lợi thế cho nó. Thì cái dòng này là một cái dòng xe Ford Fiesta nha anh chị nha. Ford Fiesta máy 1.6. Máy 1.6 thì nó khá là mạnh so với những cái dòng Kia Morning thì máy có 1.2 thôi, còn cái này máy 1.6 ha. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này nó rơi vào khoảng là 7 lít trên 100 cây. Được sản xuất là năm 2012. Giá bán bên em đang bán là 245 triệu cho một cái màu xe như thế này. Và bây giờ em sẽ cho anh chị xem sơ một vòng ha, để mình coi cái nội thất của xe. Thì đây là một cái chiếc xe thuộc phân khúc xe gia đình nha anh chị nha, xe gia đình nha, chứ không có dịch vụ hay là taxi gì hết. Tại vì những cái mẫu xe như thế này đa số mua chủ yếu là đi gia đình thôi. Còn keo chị đây anh chị nha, là nguyên bản hết ha. Đời 2012. Đây là một cái mẫu xe phải nói với anh chị là nhỏ gọn. Và đặc biệt á, là so với như những cái dòng Morning á, thì cái dòng này á, được có cái là cái cốp sau. Cái cốp phía sau này là khá là rộng rãi nè. Nó lợi thế cho anh chị là cái cốp như thế này á, là mình có thể là đi xa được. Mình đi xa mình có thể là để đồ ha, rất là nhiều, 2-3 cái vali và thoải mái. Và keo chị phía sau này cũng vậy luôn, là nguyên bản hết ha. Keo chị là nguyên bản. Này, tuy là đời thấp thôi nhưng mà được có cái là cái chất xe ha, chất xe còn khá là nét luôn. Và thêm một cái nữa là cái form dáng. Cái form dáng phía trước á với cái form dáng phía sau nè, anh chị nhìn ha, rất là cân đối và khá là đẹp. À, mua anh đâu về anh? Mình ở đâu lận? À, quận 7 hả? À, mua về đi gia đình. À, quận 7. Nói chung là nhu cầu mà sử dụng xe trong cái dịp là gần Tết này á thì anh chị cũng biết rồi. Rất là nhiều. Và cái nhu cầu ha, mua xe về chạy dịch vụ cũng nhiều nữa. Cho nên là anh chị nào mà đang tìm những mẫu xe 7 chỗ Innova về đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm thì cứ lên bên em. Tại Innova của bên em á, thì hiện tại là có đến là 10, 12, 13 chiếc lận. Cho nên là tha hồ anh chị lựa chọn ha. Còn cái xe này á, thì nước sơn là nước sơn màu trắng nha anh chị. Mâm là mâm đúc rin nguyên bản theo xe. Và cái dòng này á, thì cái mình hùng rất là dày dặn cho nên là đi khá là đồng. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái nội thất của bên trong đằng sau ha. Một cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn nhưng mà con cái là ngồi cũng rất là thoải mái. À, anh chị ha, ngồi ha. Này à, đi gia đình à, chạy à, vòng vòng đi làm, che nắng che mưa, chở con cái đi học thì rất là tuyệt vời rồi. Riêng cái dàn ghế này là mới bọc luôn nha anh chị nha, là mới cáo luôn. Đó này, bây giờ em sẽ cho anh chị xem về cái phần tắp bi cửa nè, anh chị thấy thiết kế của Ford khá là ok, có dán 3M hết rồi. Mọi chức năng hoạt động của xe thì rất là trơn tru ha. Bên trong nách này cũng vậy. Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này mà ngồi lên cái xe này thì bảo đảm anh chị là khá là ok và mát mẻ. Và cái keo chỉ của cánh cửa sau này cũng vậy nè.
Cái mẫu xe này thì cũng rất là ít về bên em ha. Lâu lâu có một chiếc, còn anh chị nào mà có nhu cầu mà thích những cái mẫu xe như thế này thì liên hệ liền. Còn cái nước sơn bên ngoài thì bên em ha, thì anh chị nào mà lấy thì em sẽ coi như là đánh bát lại hết nguyên xe cho anh chị, keo chị là nguyên ha. Rồi bây giờ tiếp tục cho anh chị xem cái nữa là phần máy. Đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 24 anh chị, là máy 1.6, nổ rất là êm. Anh chị nhìn thấy máy không? Máy móc thì tất cả các xe rồi, thì bên em chiếc nào cũng vậy hết, là bảo dưỡng hết toàn bộ và thay nhớt mới. Nhớt thứ hai là gầm bệ luôn ha, anh chị mình cứ lên test xe thoải mái. Nói chung là những cái mẫu xe mà nhỏ gọn như thế này á, thì bên em khá là nhiều. Khoảng đâu đó là cũng 7-8 chiếc lận, cho nên là thao anh chị mình lựa chọn. Và nó có rất là nhiều mẫu ha. Một là Kia Morning, hai là Kia Rondo, hoặc là những cái mẫu xe ví dụ như là i10, hoặc là xe Ford Fiesta như thế này ha. Còn keo chỉ của cái phần cabo cũng là nguyên bản hết, cabo zin nha anh chị nha. Đó, cabo thì bên em sẽ có cam kết rõ ràng và bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Bên em sẽ là bao rút hồ sơ. Rồi bây giờ em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình xem luôn cái phần gầm ha. Tiếp tục em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình cùng xem. Xe nào cũng vậy, anh chị cứ lên xem xe là bên em sẽ nâng phần gầm, và thứ hai là cho anh chị test thử, chạy thử coi cái độ êm ái và gầm bể nó như thế nào. Thì thường những cái xe cũ là nếu mà xài một thời gian lâu ha, là rô tin thước lái nó hay bị kêu, cho nên là bên em về là coi như là kiểm tra và chạy thử kiểm tra hết, nên là anh chị yên tâm. Đó, về cái phần gầm thì anh chị thấy rồi đó. Những cái xe mà đời như thế này với lại là xe gia đình nữa thì anh chị yên tâm về gầm bể ha, không lo lắng. Và riêng cái biển số thành phố Hồ Chí Minh này nữa, bên em cam kết là xe là sẽ không lỗi và thứ hai là xe không ngập nước. Đây anh chị nhìn cái bồ sáng trưng ha. Đó, gầm. Và bốn cái vỏ xe còn khá là mới luôn. Xe này thì chỉ có việc là anh chị lấy về và sử dụng đi thôi. Bên em sẽ thay nhớt mới nè, rồi kiểm tra hết tất cả mọi thứ luôn. Cho nên là anh chị chỉ có việc đổ xăng là chạy thôi. Này máy móc khô ráo ha. Nhất là mấy cái phần này anh chị nè, xài lâu ngày là rô tin thước lái thường thường nó hay bị kêu. Cho nên là về là tất cả luôn, bảo dưỡng hết toàn bộ và thay nhớt mới. Anh chị nè, bỏ xe nè, khá là dày ha. Rồi cho xuống đi bạn ơi. Anh chị cứ xem kỹ ha, mình ở xa mình cứ xem kỹ. Rồi được cái là gọi điện cho bên em, bên em sẽ có nhân viên ha, trao đổi với anh chị, và thứ hai là coi như là tư vấn kỹ cho anh chị. Nói chung là một chiếc dòng xe em phải nói với anh chị là hách bách nhỏ gọn, nhưng mà có cái là form dáng cũng khá là ok. Ford Fiesta được sản xuất là năm 2012, giá là 245 triệu đó, còn thương lượng cho anh chị ha, khi anh chị lên xem xe. Đó, anh chị thấy form dáng không? Máy 1.6 cho nên là khá là mạnh luôn. Anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng xe này ha, thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây ha. Anh chị nào mà cần xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là những cái dòng xe mà bền bỉ như Toyota Innova thì cũng cứ liên hệ cho bên em là sẽ có xe. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.